nhưng mà không có Hunter mới đau chứ. Bắt kìa. À, vừa thay đích phát lại gặp Electro Giant. Khiêm đao mà, đã khiêm đao, rất khiêm đao đấy mà. Cái gì con mẹ cái thằng độc chặt kia nữa. Nó còn đếm mất bình tĩnh hơn mình. Mẹ. Còn mày chơi X-Bow à? Mày chơi X-Bow đúng không? Mẹ mày chơi X-Bow, chứ mẹ mày thế ta. Nhảy đi, không lại nhảy đi, nhảy đi, nhảy lên. Cấu thực sự. Từ từ đi, thằng này phải ăn được cái trụ đã. Bằng mọi giá phải ăn được cái trụ. Không ăn được cái trụ đúng vậy, đỉa chảy với thằng này luôn đấy. Cút con mẹ mày đi. How are you? I'm sick, bro. I'm sick. Why? I'm facing the fucking this guy. You can see the fucking Igbo boy. That's why I'm sick now. Igbo make me become too sick. Tao sẽ ngồi đi ăn sáng nữa chứ. Rồi thằng nào Archer Queen nữa. Archer Queen nữa. Thằng emote vàng á. Xong cái emote vàng nào. Gió 86 à. Calibus ở đây dạng này 1.5. Sparky à? Mẹ chết với ta. Ta không có Lightning nó sợ. Quạt đi hộ tóc cái. Quạt. Mày được. Thằng này tao phải bi em. Cho đến chết. Giáp mà. Mini PK đâu.
Mini Pekka này, you have to what's up Flash. Good job. Came down, came down. Came down, came down, came down. Phải cười chứ, bình tĩnh. Nhưng mà mình phải từ từ đã. Nó giật quán đít tòa này. Active King Tower now. Lightning cái đã. Lên đi, lên đi, lên hộ tộc cái, lên. Ôi giời ơi. Good the lưu à. Ôi. Windsor's damn. Windsor's Nightwing. Windsor's Nightwing Golem Win Electro Windsor's Golden Cannon Cast Mini Pekka Zap Arrows. Zap Arrow. let me repeat his repeat again. Golem, Nightwing, Windsor's, Electro Windsor's, Cannon Cat, Mini Pekka, Zap Arrows. How to play? And his higher chop be 8,007. 8,007. Chopfy. Yeah, high trophy. It's higher trophy. Damn, it's yeah. He doesn't change deck.
EZ à? Chưa chắc đâu. Tại vì là cái cycle của cái matchup này nó hơi bị chậm. Ok, let's try của Winsert. Keep lining. Sáng mai dậy sớm à? Sáng mai dậy sớm mà vừa giờ vẫn ngồi đây thì chết thật đấy chứ. Fuck the game. Real Zion mini Becca, no, with your mirrors. Damage. I'm scared about he puts the minion horse and bass. I cannot steal Windsor before he drops the Sparky. And before he drops the minion horse. Okay, we're waiting for he push any campus. Zion. Yes. Okay, so I think I will stop live stream in 10 minutes. Thanks for watching, guys. We have amazing stream today. We do so fucking much up. So many much. Where are line? Where's Sparky? Thank you.
How to win guys, don't cry baby. Don't cry baby. Don't cry. Don't cry. Don't cry. Don't cry.